mọi người biết gì không? Ở đây có rất nhiều người đang uống một loại nước rất đặc biệt. Và đây chính là tiệm Masala Chai nổi tiếng nhất Delhi, Ấn Độ. Mọi người đi cùng Khoa nha. Wow, đây là một cái tiệm trà mà nói thật đông và nổi tiếng nhất cái khu vực này. Khu này là toàn là sinh viên và cơ quan, cho nên là chủ yếu khách ở đây cũng là mấy cô chú dân văn phòng và mấy bạn sinh viên. Đông quá, đông quá. Khoa sẽ đi vô coi thử. Không phải xếp hàng luôn, mọi người đang đứng xung quanh. Wow. Ở trong đó mọi người có thể thấy có tới hai nồi trà. Một nồi màu trắng chắc là vừa mới nấu, trà vẫn có chưa ra. Còn một màu thì màu nâu hơn, thì trà đen đã ra chất rồi, nó có màu. Khoai nghe mùi gừng thơm lắm. Và Khoai thấy mọi người đang đứng ở đây rất là đông. Ở đây thì anh này ảnh đang sử dụng một cái ly bằng đất nung theo kiểu truyền thống của trà chai. Wow, phía xa kia mọi người có thể thấy là có một anh đang đâm gừng và các loại gia vị của trà masala chai. Sữa bò sẽ được đổ vào đây. Trong nồi có một xíu nước sẵn mọi người. Wow, một can sữa này nấu chắc được 2-3 nồi luôn á. Vì nó rất là lớn, mọi người có thể nhìn thấy nè. Lạnh lắm mọi người, Khoai rời vô Khoai cảm giác nó mát lạnh luôn. Mọi người có thể thấy hơi nước đó bên ngoài của cái can sữa. Đây là quầy gia vị mà mấy ảnh dùng để nấu trà. Đây là bạch đậu khấu. Ilachi. Yeah, ilachi. Bạch đậu khấu. Tulsi pata. Yeah, tulsi pata. Đây là cái cánh hoa hồng mọi người. Cánh hoa hồng. Gừng. Đây là một củ gừng nhỏ. Adrak. Yeah. Một số cái loại rau thơm, bạc hà. Và anh sẽ giả nhuyễn tất cả mọi thứ ra. Anh cười. Chắc là Khoai quay ảnh bị mắc cỡ mọi người nên cứ cười. Anh chuẩn bị giả hay gì vậy? Don't worry. Nói chung anh này cũng dễ thương mọi người. Nhiều gừng. Ông có sẵn một cái mẻ ở trong nhưng mà ông không lấy, mà ông lấy cái này cho anh làm hay sao á. Anh dễ thương á, anh cười suốt à. Cái quầy của mấy anh nè mọi người sẽ dọn dẹp từ bên đây qua tới bên đây, có một chú hỗ trợ bán và kia là anh chủ, ảnh ngồi giữa ảnh thu tiền. Gừng, bạch đậu khấu, cánh hoa hồng sẽ được trộn lẫn với nhau. Tulsi pata. Và một cái lá rất là quan trọng. Đố mọi người lá này là lá gì? Đây thì người ta hay gọi là lá nguyệt quế, bay leaf. Một trong những cái lá tạo mùi hương kiểu thanh thanh nhẹ nhẹ của cái trà này. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong gia vị để mà bỏ vô trà masala. Mấy cái cánh hoa hồng nó nổi bật ở trên cái nền trắng của sữa luôn mọi người. Quan trọng nhất trong trà chính là trà. Đây là trà đen mọi người. Trà đen sẽ được đổ vào trong đó để mà nấu sôi lên luôn. Ôi em biết hiệu trà rồi. Wow, ảnh cho coi biết hiệu trà luôn. Không giấu nghề nha mọi người, nhìn là biết cách nấu luôn. Yeah. Khoai Lang Thang. Khoai Lang Thang. Yeah, Khoai Lang Thang. This is my name. Yeah. Khoai Lang Thang. Ladies. Ram Ram. Ram Ram. Yes. Yes. Hello. Yeah, Ram Ram. Yeah. It means hello. Yeah. Ram Ram. Nice to meet you. Ram Ram. Yes. Trà sau khi được nấu một thời gian nó sẽ sôi lên vì có sữa, cho nên mọi người sẽ thấy nó hơi sệt và nó nổi bọt rất là nhiều. Wow, bây giờ Khoai đã nghe được mùi trà thơm thơm rồi. Anh bỏ đường. Sau khi mà trà sôi lên là anh lại bỏ thêm một đợt trà đen vô nữa mọi người. Yeah, yeah, thank you. Khoai đã học được công thức. Tại vì nãy giờ Khoai ngồi Khoai nhìn lén. Khoai nghĩ là mốt Khoai về Việt Nam, Khoai mở một cái sạp trà như vậy, Khoai ngồi bán lúc mà Khoai về già, Khoai nghỉ hưu mọi người.
xong rồi cái mình sẽ bán đông giống như ảnh, một ngày tiếp 500 khách, 1.000 khách, mình sẽ trở thành triệu phú nghỉ hưu lúc về nhà. Cái chai, cái ly mà bằng đất nung này nè, nó cho mình một cái mùi hương giống như là mùi mà mọi người ở dưới quê mà. Mọi người ở dưới quê mà mỗi lần mùa mưa tới á, những cái cơn mưa đầu mùa nó sẽ có cái mùi đất sọc lên thoang thoảng, thì cái mùi của cái ly bằng đất nung này nó y chang như vậy á. Thơm mùi gừng, có vị ngọt nhẹ nhẹ, không béo lắm đâu. Ở đây là anh dùng sữa để nấu nhưng mà khoai cảm giác vị sữa nó kiểu thoang thoảng à. Trời ơi, cái bánh nó hơn mùi đậu phộng. Cái này bánh nó xốp, xốp mọi người. Uống trà này, ăn bánh này. Làm Khoai nhớ mấy bữa mà Khoai đi Đà Lạt mà uống sữa đậu nành đó. Thôi ăn bánh ngọt. Chỉ có điều là khí hậu Đề Ly bây giờ nó hơi nóng. Chứ nếu mà vào những cái mùa mà cuối năm hoặc là đầu năm, Đề Ly mà xe lạnh á, uống cái này là đúng bài luôn. Nam ơi xích vô Nam. Xích vô, xe. This is cold chai. Masala chai. Masala chai. Yeah. How was it? Good for me. Good. Yeah. And the biscuit is still good. It too. Is a biscuit. Yeah. Ở tập trước, Khoai đã giới thiệu với mọi người chợ Ánh Trăng vào ban đêm. Và hôm nay chúng ta sẽ có mặt tại chợ Ánh Trăng vào ban ngày. Mọi người sẽ nhìn thấy có rất nhiều con diều được thả trên bầu trời. Đây là cái hoạt động thường niên mà bà con ở Ấn Độ, nhất là ở thủ đô, người ta sẽ thả diều lên trời mỗi khi đến cái ngày độc lập của Ấn Độ ngày 15 tháng 8 hàng năm. Trái ngược với khu New Delhi thì khu chợ Ánh Trăng đại diện cho cái khu thủ đô Delhi cũ. Nhà cửa san sát nhau, thiếu khoảng không, thiếu cây xanh, cho nên sân thượng là một phần không thể thiếu trong những dịp lễ như vậy. Khoai đang ở một con phố rất đặc biệt, nhưng mà trước tiên Khoai sẽ giới thiệu với mọi người công trình màu đỏ đồ sộ phía sau, đó chính là pháo đài đỏ nổi tiếng và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Pháo đài này được xây dựng vào năm 1639, mọi người xem tí là Khoai giới thiệu lộn rồi. Và đây là từng là nơi ở của các hoàng đế Mughal. Bên cạnh Khoai có một công trình cũng màu đỏ đặc biệt luôn. Mọi người có thể thấy các cái tòa tháp đỏ phía sau, đây là cái nơi nhà thờ của bà con theo đạo Kỳ Na giáo, một trong những cái đạo thiểu số ở Ấn Độ thôi, chỉ có vài triệu tín đồ thôi. Và nếu mọi người muốn tìm hiểu về tôn giáo có thể ghé vào trong đây để tìm hiểu về tôn giáo của bà con theo đạo Kỳ Na giáo. Bây giờ Khoai sẽ đi dọc theo tuyến đường này. Đây là tuyến đường người ta hay gọi một cái tên tiếng Việt rất là thân thương là chợ Ánh Trăng á mọi người. Và giờ Khoai với lại mấy đứa em của Khoai sẽ cùng nhau bắt một cái chiếc xe kéo, một chiếc xe xích lô, và mình sẽ đi thẳng vào trong kia. Mình đi ăn món paratha, một món bánh mì dẹp, sẽ có một đứa ngồi phía sau tại vì cái này chỉ chở được hai người thôi. Rồi Su đã hy sinh rồi sao? Wow, anh đưa chân lên rất điệu nghệ. Nguyên cái con phố này người ta đã có Jain temple. Yeah. Shiva temple Hindu. Yeah, ảnh giới thiệu là bên đây là đền thờ của đạo Kỳ Na giáo, bên đây là đền thờ Hindu. Và nguyên con đường này mọi người sẽ thấy là người ta chặn xe lớn vô hết. Tất cả đều đi bằng xe kéo, xe xích lô nhỏ nhỏ về, hoặc là đi bộ, hoặc có những chiếc xe máy nhỏ nhỏ mới được đi thôi. Từ đây tới cái địa điểm kia chỉ có 700 mét thôi, nhưng mà tại vì bắt cái chiếc xe này đi cho vui mọi người. Khoảng ảnh lấy giá Khoai là 80 ruby, là khoảng 24.000 tiền Việt Nam để chở từ đây qua tới bên đó. Paratha Wali Gali. Yeah. Mình đã tới được cái nơi mà mình muốn tới, một con hẻm nhỏ chuyên bán paratha. Là cái hẻm nhỏ xíu đây nè mọi người. This is Paratha Gali. Ok, thank you. Cái hẻm nhỏ lắm mọi người ơi. Và nguyên cái con đường này người ta bán món paratha rất là nhiều. Đây là một tiệm bán bên tay phải. Và đây cũng là một tiệm bán món đó. Bánh mì dẹp sẽ được chiên trong dầu. Khoai đi một vòng để mọi người nhìn thấy con đường này nha. Ui, phía cuối đường cũng là một tiệm bán paratha.
Và tiệm khoai ăn ngày hôm nay sẽ là tiệm này. Kia là anh chủ tiệm mọi người, anh đang ngồi ở bên đây để thu tiền. Cheese, tomato, potato, green bean, papadam, cashew nut, thick cream, almond, banana. What do you want? Okay, banana and cheese. Đây là cái tiệm có từ năm 1875 luôn mọi người. Mình sẽ đi vào trong để mà chờ lấy bánh của mình. Ở đây mọi người có thể thấy mà anh đang cán cái bột ra. Và bột này sẽ được bỏ nhân vào trong. Ô, có thêm cheese nữa. Và sau đó cuốn lại thành hình bán nguyệt. Ở đây Khoa thấy có hai cái hình dáng paratha phổ biến mà tiệm này làm. Một cái là hình bán nguyệt, một cái hình tròn. Tùy vào loại nhân mà cái bánh nó sẽ có hình khác nhau. Mọi người sẽ nhìn thấy cái bột để làm nên loại bánh này nó sẽ có màu ngã ngã, ngà ngà, nó không phải là trắng tinh. Tại vì nó làm từ bột mì nguyên cám. Anh đang cắt một trái chuối vô cho cái bánh này của Khoai đó. Hồi nãy Khoai kêu một cái chuối và một cái cheese. Cái bánh này sẽ được bỏ vào trong chảo dầu bên đây để được chiên cho nó giòn lên. Thank you. Okay. Khoai sẽ ngồi chỗ này mọi người ơi. Hơi đông người cho nên là mình cứ ngồi đỡ, cứ ngồi chung với mọi người. Yeah, hello. Do you have a YouTube page? Yeah. YouTube channel? Yeah, yeah. Trước khi ăn, người ta sẽ dọn cho mình ba cái mâm nho nhỏ để chứa sốt và các cái loại ăn cùng. Cheese. Cheese. Queso. Banana. Banana. Phô mai và chuối là cái bự cho nên là người ta xếp thành hình bán nguyệt. Mọi người đoán cái này là gì? Khoai đoán cái này là chuối. Hai... và không mọi người, này là phô mai. phô mai mình sẽ ăn thử mà không chấm gì hết. Phô mai béo ngậy luôn, có vị chua chua nhẹ nhẹ nhưng mà hơi mặn mọi người. Trong đây người ta có một cái sốt kem sữa béo giống như là mayonnaise vậy đó, lá ngò với lại mùi hạt thì là có thấy khẩu vị hơi mặn so với khoai. Dưa leo với cà rốt. Người ta ngâm chua nhưng mà cũng mặn luôn. Ôi là trời. Đây có một cái loại sốt sệt sệt và kẹo kẹo. Mình sẽ chấm vô. Cái sốt này nó ngọt. Và cái vị ngọt của sốt nó làm cân bằng lại cái vị mặn. Nếu mà mọi người ăn cái bánh phô mai thì có nghĩa là nên chấm cái sốt kẹo kẹo này. Còn đây là cái bánh các loại hạt khác nhau. Mọi người có thể thấy đây có hộp điều nè. Đó. Nhưng cái này thì người ta chỉ cán dẹp thôi. Bánh này được làm từ bột mì nguyên cám. Ta thích cái bánh này hơn là cái bánh phô mai. Bột mì nguyên cám được chiên lên, nó vẫn còn giữ được cái độ dai. Bí đỏ thì lại kiểu có vị ngọt tự nhiên của bí. Kết hợp với cái hột điều bé béo giòn giòn. Cảm giác nó hợp với nhau lắm luôn á. Ok, bye bye. Let's see you. Give my love to every Vietnamese back home. I'll be back soon. Okay. See you in Vietnam. Bánh này là bánh chuối nè. Chuối với là nho khô ở trong. Một cái loại sốt trắng trắng nhìn là biết béo luôn. Món này làm cho Khoai nhớ tới bánh crepe Thái Lan. Là bánh Thái Lan người ta hay làm bánh crepe á. Không là cái người ta cắt chuối là sô-cô-la Nutella ta bỏ vô. Khoai chấm bánh chuối 9 điểm. Hai bánh kia Khoai không thích lắm. Cho nên là lần sau Khoai quay lại sẽ kêu bánh chuối Khoai ăn. Trước nhà mỗi cái tiệm Khoai thấy người ta hay để một cái bình nước như vậy. Mọi người thấy đây một bình nha, để Khoai quay tiếp đây. Đây hai bình nha. Bên kia một bình nữa. Nhiều lắm. Khoai nghĩ đó là nước miễn phí á, mà mọi người dành cho bà con mà kiểu đi hành hương hoặc đi kiểu khó khăn á, có thể để ghé ra uống. Giờ thì Khoai sẽ đi thẳng vào trong khu chợ này. Khu chợ này rộng lắm. Tới đi bộ chắc là mất cả mấy tiếng đồng hồ luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ cứ đi thôi. Cả một cái vùng tầm mấy cây số vuông luôn, nhưng mà được kết nối với nhau bằng những con đường nhỏ nhỏ như vậy. Thành ra là bà con ở trong đây, mấy cái dịch vụ giao hàng mọi người là người ta giao bằng xe đạp luôn á, chứ không có giao bằng xe máy hay ấy được, tại vì kẹt xe. Phải thấy có mấy chiếc xe kéo của mấy chú đó, mỗi lần chạy qua là kẹt đường luôn. Cái đường nhiều khúc nó chỉ có khoảng 2 mét thôi, đủ hai hàng người đi qua đi lại. Cảm giác á, hai bên đây là hai cái vách nhà cao, hồi mình bị lọt hởm dính giữa, dây điện là ngoằn ở trên.
làm cho Khoai cảm giác nó bị ngột ngạt và giống như mình đang bị kẹt ở trong một cái hẻm núi vậy. Nhưng mà hẻm núi này không có mát bao giờ luôn nha, hẻm núi này rất là nóng. Phía trước Khoai là cái cổng phía sau của nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid, nhà thờ Hồi giáo lớn nhất cái khu vực này ở trong chợ. Giờ thì Khoai sẽ đi kiếm một cái món gì đó lạnh lạnh để ăn. Ôi, thật sự là hôm nay Khoai cảm giác là bản thân Khoai không khỏe lắm á. Tại vì do trời hôm nay rất nóng và Khoai đi bộ nhiều bị mất nước. Hello, hello. Hello. Oh, thank you. This is Sharbat-e Mohabbat. Sorry? This is Sharbat-e Mohabbat. Very tasty, amazing. Sharbat-e Mohabbat. Oh, Sharbat. Sharbat. Đây là một cái loại nước rất đặc trưng ở đây, được làm từ sữa. It's cow milk. 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 And with rosa, with watermelon. Melon. Thường thì cách làm sẽ là lấy sữa bò nấu sôi với lại đường và sau đó để lạnh và bỏ cái dưa hấu vô. U là trời ngọt xỉu luôn. Ô, anh đang cắt dưa hấu mọi người. Nhưng mà cái sữa này của anh hơi ngọt thiệt. Bị dưa hấu thanh thoảng thanh mát. Ba hết mà nè. China đây. China. No. Where are you from? I'm from Việt Nam. Việt Nam. Dạ. Yeah. Mọi người phải biết làm sao nó có màu hồng mà phải ảnh bỏ siro vô mọi người. Nhờ siro cho nên màu hồng rất nổi bật. Thank you. Okay, bye bye. Champagne. Champagne. Yeah. Khoai đang đứng ở một quầy bán kebab, là bán thịt nướng ở cạnh cái nhà thờ Đạo Hồi bên kia. Thì mọi người nghe tới kebab thì mọi người sẽ nghĩ là bánh mì đúng không? Nhưng thật sự kebab có nghĩa là thịt nướng á mọi người. Người ta hay ăn bánh mì roti với lại kebab, hoặc là ăn bánh nan với kebab, hoặc là ăn paratha với kebab cũng có luôn. Nhưng mà hiện tại thì Khoai nghĩ là Khoai sẽ kêu hai xiên thịt bằm nướng, hai xiên thịt nướng và một cái xiên rau củ nướng. Khoai sẽ không ăn với bánh mì nữa đâu, tại vì Khoai cảm thấy rất là ngán tinh bột rồi. Oh, ha, ha, ha. Rất là chuyên nghiệp luôn mọi người. Anh chế một cái loại dầu hay gì đó để cho lửa bốc lên và anh chở rất là nhanh tay. Mọi người có thể nhìn thấy những cái xiên thịt được sắp xếp từ mới nướng cho tới đã chín rồi ở phía bên đây. Và anh đang bỏ xuống dưới kia, tuốt ra khỏi xiên. Wow, đây là những xiên thịt hấp dẫn đã được nướng xong và người ta sẽ có nắp đậy lại mọi người. Oh, mấy anh kêu Khoai đi theo. Khoai không biết nữa, ta kêu đi theo, mình đi theo mọi người, tại thấy đồ ăn nên mình thấy cũng hấp dẫn, mình chạy theo thôi. Hay là anh này anh đi giao hàng hả mọi người? Khoai nghĩ là anh đang giao hàng cho một nhà hàng của mọi người ở trong này. Rửa tay. Ô, con mèo. Con mèo ngay dưới chân nó nhỏ xíu rồi mọi người. Rửa tay chính là bí quyết giúp chúng ta ăn ngon hơn, vì ở đây chúng ta sẽ ăn bằng tay. Có bao bây có bao. À, ăn bánh nào roti không? À, it's roti. Dạ. Yeah. Oh. 5 phút trước. Khoai sẽ không ăn với bánh mì nữa đâu, tại vì Khoai cảm thấy rất là ngán tinh bột rồi. Khoai sẽ không ăn với bánh mì nữa đâu. Ở đây Khoai kêu 3 xiên thịt bò, 1, 2, 3. 3 xiên thịt gà, 3, 2, 1. Mọi người sẽ thấy thịt bò nó có màu đậm hơn thịt gà, nhưng mà chung quy tụi nó cũng sẽ có cái màu giống giống nhau, là màu nâu nâu vàng vàng, đến từ nghệ và các gia vị masala. Ở đây có món ăn kèm chính là hành tím kết hợp với lại cái sốt ớt và lá ngò xanh lá cây. Ở đây bên đây có một cái xiên thịt gà nướng cộng với rau củ, nhưng mà đã được trang ngập bơ. Bơ này là bơ ghi của người Ấn Độ, mọi người thấy không, ngập bơ luôn, siêu béo luôn. Mình sẽ lấy một miếng bánh mì roti, sẽ một miếng mỏng thôi. Mình ăn ít thịt thôi mọi người.
Tự nhiên thấy cái vỏ bánh ngoài mỏng quá, trong còn thịt không, thấy cũng hơi kỳ. Cái sốt màu xanh nó cay, thơm mỡ xanh. Cái thịt này hơi mặn mọi người. Quay quyết định là bây giờ mình kẹp thêm hành tím vô, tại mặn quá. Hành tím sống luôn nha mọi người, có hành tím nó sẽ có vị ngọt. Cuốn lại một lần nữa. Hành tím dù hơi hăng nhưng mà cái vị ngọt của hành tím nó cân bằng lại vị mặn. Cái vị bò nó không có nhiều ở trong đây đâu mọi người, tại vì gia vị masala nó đã ớn át hết tất cả vị bò rồi. Từ ngày qua Ấn Độ, từ một đứa không biết ăn hành tím sống, giờ mình đã trở thành một đứa ăn hành tím. Tại vì sao? Vì bên đây người ta không ăn rau salad nhiều. Mỗi lần dọn đồ ăn ra là một dĩa hành tím sống. Mình ăn riết, mình đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu mọi người. Ăn hành tím thay đâu luôn. Cái khẩu vị ở đây Khoa thấy, sáng giờ Khoa ăn món nào cũng sẽ hơi mặn hết. Không thể nào mà cân bằng được vị mặn. Hai anh em Khoai, ba anh em Khoai kêu hai chai nước để uống chung. Ăn vô là uống nước kiểu xỉu luôn. Cho nên là bao nhiêu nước cũng không đủ hết. Ở đây Khoai có kêu thêm một cái dĩa này nữa, thịt gà nướng, cái thêm rau củ. Nhưng có một điều rất là đáng sợ là người ta chế một đống bơ mọi người. Bơ ngập luôn, này là bơ ghi của người Ấn Độ. Khoai cầm cục thịt gà. Thịt gà thơm, đặc biệt là gà bên đây người ta luộc giá chơi. Mình chỉ ăn thịt thôi, nhưng mà cái vị bơ ghi nó bám bên ngoài, nó béo ngậy luôn. Đây là loại bánh mì roti rất là mỏng và được nướng ở trên cái chảo. Cái chảo phía dưới đốt lửa rất là nóng, mọi người có thể thấy cái đít chảo nó đỏ luôn nè. Và nướng rất nhanh. Mà ảnh làm rất là hương thơm. Wow, cái bánh nó chín và nó nở lên ngay lập tức. Chỉ khoảng tầm 10 cho tới 15 giây là cái bánh đã chín rồi. 1, 2, 3, chở 1 cái, 6, 7, 8, 9, không tới 10 giây luôn. Quá xuất sắc. Và cảm giác như mấy anh này đang vừa làm vừa nhúng theo nhạc luôn vậy đó. Trong một cái con hẻm nhỏ thôi nhưng mà mình có thể tìm hiểu được rất nhiều thứ. Thank you, bye bye. Namaste. Trong một con hẻm nhỏ thôi mọi người, nhưng mà mình có thể chứng kiến được rất là nhiều cái thú vị. Đây tiệm hồi nãy. Tiệm hồi nãy ở bên đây cũng là tiệm hồi nãy. Và phía bên đây cũng là tiệm hồi nãy luôn. Ôi là trời, cái tiệm này mặt tiền ngoài kia chỉ để nướng thôi, xong mình đi vô trong đây mới ngồi ăn. Nhưng mà Khoai tiếc một cái là đồ ăn ở đây hơi mặn, cho nên là ăn xong uống nước muốn xỉu luôn. Bây giờ mình sẽ đi đón hoàng hôn, hy vọng là kịp. Mọi người nghe tiếng xe tin tin ngoài cổng chưa? Ở sâu trong kia Khoai thấy chú đó đang nấu một cái nồi, hình như là một nồi sữa lớn chà bá lửa luôn. Wow. Lớn lắm mọi người. Oh, namaste. Yeah, thank you. Wow. Cái nồi sữa khổng lồ và anh đang đứng quậy. Số sữa bò này sẽ được nấu và sẽ cho đông đặc lại thành những cái xưởng sữa bên kia. Sau đó sẽ được, nó gần giống như là một loại sữa chua mọi người. Khi nó đông lại rồi thì chú đó sẽ bán cho mọi người ngoài này. Chú dùng lực để mà cạy ở phía dưới lên, tại vì Khoai nghĩ là có thể nó sợ nó bị khét đít. Tại vì cái nồi này lớn lắm và phía dưới có lửa cũng lớn luôn. Sữa tươi sẽ được bỏ vô cối. Sữa tươi, đường và đá sẽ được xay nhuyễn trước. Sau đó sữa chua sẽ được bỏ vào trong ly và xay nhuyễn cùng với hỗn hợp vừa nãy. Thành phần cuối cùng để cho cái ly sữa chua của mình chính là một cái ván sữa béo ở phía trên này để lên trên. Yeah, thank you. Khoai tính không uống rồi nhưng mà tự nhiên đi ngang qua thấy chú kia có nguyên một cái nồi sữa và bá lửa, hôm chú đứng quậy quậy cái Khoai
phải vô quay xin quay cái nồi sữa của chú. Nên là mình uống sữa mình ủng hộ chú với lại uống thử cái ngon không? Nó giống như sữa chua ở Việt Nam mình thôi, nhưng mà nó sẽ có cái độ lỏng lỏng tại vì có size thêm với lại là sữa tươi. Can you show me your channel? Okay. Which country are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. Okay. My name Mai Lan Thanh. Whoa. You famous. Big fan. Big fan. Big fan. Check lucky. Big fan. Thank you. Bye. Bye. Bạn vừa mới đăng ký kênh cho mình luôn. Béo, thơm, chua chua. Không quá ngọt vì khoai có nói chú là bỏ ít đường thôi. Khắp Mumbai và khắp New Delhi mọi người sẽ thấy được rất nhiều tiệm bán sữa như vậy. Người dân ở Ấn Độ thường đa phần mọi người sang chay, cho nên sữa, phô mai là và trứng là những cái thành phần chính mà giúp cho mọi người có thêm canxi với lại chất dinh dưỡng á. Thành ra là rất là phổ biến. Yummy. Bên đây là thánh đường Jama Masjid, một trong những thánh đường Hồi giáo nổi tiếng nhất khu này. Mặt trời đang lặn ở phía bên kia và khoai sẽ phải tranh thủ đi vào trong trước khi mặt trời lặn. Rất nhiều người đang ngồi đây. Tòa tháp đó cao 40m và thánh đường này được xây vào thế kỷ thứ 17. Xa xa ngoài kia là nguyên mấy cái con hẻm, mấy con đường kẹt xe và người ta bóp còi xe liên tục. Nhưng mà ở chỗ này thì mình cảm giác là mình có một chút không gian tách biệt ra. Mình phải bỏ giày ở ngoài này, không có được mang giày vào trong thánh đường. Nên khoai là kiếm một góc nào đó để khoai để đôi giày khoai. Vé vào cổng dành cho khách du lịch quốc tế là 300 ruby, còn người ở Ấn Độ thì là miễn phí. 300 ruby. Mọi người đến những cái nơi này thì phải mặc đồ dài. Còn nếu mà mình lỡ mặc quần ngắn á, thì mình có thể thuê những cái xà rông như vậy để quấn đi vào trong đây. Tại vì những nơi này là những nơi linh thiêng. Giới thiệu với mọi người, đây là thánh đường. Khi mà mặt trời ban ngày nóng á, nó hấp thụ nhiệt độ. Bây giờ mình đi lên mình thấy giống như muốn phỏng chân. Rất nhiều người đem những cái tấm vải ra đây để mà người ta ngồi. Chắc là khoai nghĩ là họ ngồi để hóng gió nè. Và lát nữa tới giờ mà mọi người cầu nguyện kinh Koran á, thì mọi người cũng sẽ ngồi đây. Và đây chính là hình ảnh của thánh đường vào những cái ngày lễ lớn của bà con theo đạo Hồi. Mọi người sẽ thấy cả một khoảng sân rộng đó đặt kín người và người ta đến đây để cùng nhau cầu nguyện. Không chỉ là ở trong cái khoảng sân không đâu mà mọi người còn ngồi ra ngoài những cái con đường xung quanh thánh đường luôn. Dọc các con hẻm của khu chợ Ánh Trăng này cũng rất là nhiều người đến đây để mà làm lễ. Thánh đường Hồi giáo này được xây vào thế kỷ thứ 17 và nơi đây người ta nói có thể chứa tới 25.000 người. Toàn bộ được xây bằng đá sa thạch đỏ, một trong những cái vật liệu rất là phổ biến trong những công trình cổ của Delhi. Ở đây nằm giữa cái gần như là trung tâm của chợ Ánh Trăng. Mọi người đang tập trung vào trong cái lễ đường để mà làm lễ mọi người. Ở đây có một cái bảng, người ta ghi là khách du lịch sẽ không được bước vào trong, chỉ những người theo đạo thì mới được vào trong đó, cho nên khoai sẽ chỉ đứng ngoài này thôi. Ở giữa thánh đường mọi người sẽ thấy có một cái hồ nước lớn và mọi người đến đó bút nước lên tóc hoặc là rửa tay hoặc là súc miệng. Thì hồ nước đó giống như là một cái nơi để mọi người thanh tẩy trước khi vào thánh đường. Cho nên là con sẽ tới đó để mà dùng nước đó để mà rửa hết khắp cơ thể mình. Hầu như thánh đường Hồi giáo nào cũng có. Ở Việt Nam mình, những thánh đường Hồi giáo ở An Giang cũng thường sẽ có một cái hồ nước ở trong thánh đường như vậy. Em khoai với thằng Su đã mất tiêu rồi, khoai tìm tụi nó coi. Có một cái tháp ở trên đó có thể ngắm được toàn cảnh cái khu này. Và mình sẽ phải trả vé là khoảng 150 ruby, là khoảng 45.000 tiền Việt Nam mình. Và leo lên trên đó khoảng 40m, hello. 40m thì mình sẽ lên đó, mình có thể ngắm được toàn cái khu vực này.
Giờ thì mấy anh em sẽ lên một chiếc xe kéo. Trời tối rồi nên cái thánh đường phía trước mặt mọi người sẽ nhìn thấy rất là rực rỡ. Nhưng mà ở phía dưới này dòng người vẫn đang chen chúc. Và địa điểm tiếp theo mà Khoa giới thiệu với mọi người sẽ là một cái tiệm bán các món trứng. Và chú này được mệnh danh là cái chú chiên trứng nhanh nhất ở Delhi. Hy vọng là mình sẽ đến đó và được nhìn thấy chú chiên trứng một cách nhanh nhất có thể. Bây giờ là cũng 9 giờ tối rồi. Và mọi người có thể thấy trên đường phố mọi người đi lại rất là đông. Rất là nhiều người ở các cái con hẻm, con ngõ. Nhìn cái hẻm này nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà quẹo vô nhìn không có ai hết trơn. Ôi trời quê quá. Cái hẻm đó là hẻm cục mọi người, để coi kiếm cái hẻm khác coi quay. Quê thiệt sự luôn. Dạ. Thank you. Chú chở mình cũng dễ thương lắm. Một lần di chuyển như vậy chú sẽ lấy khoảng tầm 60 cho tới 100 ruby. Mọi người sẽ thấy khu phố này có tới hai chú này đang chiên trứng. Hai người này là hai anh em và mọi người cùng làm việc với nhau. Và rất nhiều người đang đứng ở đây để mua trứng của hai người. Ô, chú mới vừa tung trứng đó mọi người. Wow. Miếng bơ sẽ được để vào trong chảo. Wow. Hành tím sẽ được bỏ vào chung kia. Ở đây chú nêm một xíu bột ớt, bột ngò và muối và đánh đều cái trứng này lên. Một tay chú đánh trứng, như một tay kia chú cũng sẽ lao tay. Nãy coi thấy chú vừa đánh trứng chú vừa chà, đảo cái chảo. Bây giờ thì chú sẽ chen trứng vô. Lá ngò, ớt, cà chua, gừng, chín dần. Cheese và hành tím. Như lúc nãy Khoa có giới thiệu á, thì người Ấn Độ người ta ăn chay rất nhiều. Trong khẩu phần ăn của người Ấn Độ rất là nhiều tinh bột và ít khi có thịt. Cho nên trứng, sữa và phô mai là những thành phần rất quan trọng. Có rất là nhiều rau củ, cà chua, hành tím và có phô mai. Mình sẽ lấy một xíu tương cà chan lên. Sau đó ăn thử nha. Trời ơi. Đó, nó cay. Ngon quá. Trứng thơm mùi bơ. Có vị mặn vừa phải. Trong đây có cà chua với lại có ngò. Nên mình thấy rất là quen thuộc với hương vị Việt Nam. Cộng với là có ớt nè mọi người. Ớt miếng luôn, Khoai mới cắn ngay trái ớt. Em lượt ớt ra nè. Trời ơi. Khoai không biết vì sao mà chú được mệnh danh là người chiên trứng nhanh nhất Delhi. Nhưng mà Khoai thấy chú chiên cũng nhanh thiệt. Nhưng mà quan trọng là hương vị của chú dễ ăn. Và chú bán tới khuya luôn. Cũng như là giá cả rất là hợp lý. Hôm nào mà mọi người rảnh rảnh đi vô trong cái khu chợ Ánh Trăng này thì có thể đi qua đây để ăn một cái dĩa trứng chiên của chú nha. Thank you. Thank you. Mình sẽ coi cái trứng ở trong nó là sao. Ở trong nó vừa chín tới, hơi chảy chảy lòng đào. Cả hai trứng đều như vậy mọi người. Các gia vị thì cũng y chang cái trứng lúc nãy thôi. Chỉ có khác là trứng này ảnh chiên theo kiểu ốp la để mình chấm bánh mì. Có một cái điều lạ ở đây là trứng mọi người bỏ gừng á. Cho nên bị gừng mình ăn vào mình thấy rất ấm. Qua thấy cái trứng ốp la này nó đỡ mặn hơn hai cái trứng chiên kia. Mọi người tới đây á thì có thể kêu không? Anh trai hoặc là anh em trai làm đều được. Hai người làm công thức cũng tương tự nhau thôi. Nhưng mà nếu mà muốn xem biểu diễn á thì Khoai thấy là cái anh em trai làm nhanh hơn. Và kiểu lật đồ này nọ nhìn gọi là mạo hiểm hơn là ông anh trai. Giờ thì Khoai sẽ ăn hết cái dĩa trứng của Khoai. Xong rồi Khoai sẽ đi một vòng. Ủa cái đèn hết pin rồi. Không sao. Ngoài lề xíu là có một cái món ăn ban đầu Khoai tính là không có giới thiệu với bà con cô bác rồi. Nhưng mà giờ về nhà ngồi dựng phim thì thấy cái món ăn này cũng thú vị. Đó là món trứng luộc. Trứng luộc, chính xác là trứng luộc không có thêm một cái gì đó đặc biệt hơn mọi người. Chỉ luộc trứng lên xong rồi lột vỏ ra. Xong rồi người ta sẽ dùng con dao cắt cái trứng ra làm hai. Rồi, rắc thêm một xíu muối masala.
Nhìn vậy chứ cũng đắt hàng lắm nha. Rất nhiều người đứng mua cái món này chứ không giỡn. Nhưng mà trời, nhỏ hơn người ta mà hung dữ. Trời, nó sủa hai con chó bự chạc. Hai con này nó hiền khô, đứng nó không trả lời tiếng nào luôn. Sao con hiền với con? Con sủa lại chứ con. Con hiền với trời. Con quỷ kia nó ỉ, nó có chủ. Trời ơi, giang hồ mọi người. Chó nhà là giang hồ với ai? Hai con này là chó ngoài đường thôi mà nó hiền. Con kia chó nhà nó hung dữ thiệt. Hello. Namaste. Yeah. Thank you. Ui, Khoai đã được vô tiệm rồi. Giờ Khoai sẽ ngồi xuống đây và nhìn mấy kem. Wow. Ở đây có nhiều loại kem lắm. Khoai sẽ kiếm một cái kem ở trong trái cây để mà ăn. Ở phía trong tủ kem, đây chính là kem xoài, kem trái cam, kem trái lựu. Khoai kêu một trái xoài. Đây là trái xoài của Khoai. Nó sẽ có một cái lớp đá bên ngoài. Anh sẽ đập bỏ lớp đá đó đi. Nó đã đóng băng cứng ngắc rồi mọi người. Bây giờ thì anh sẽ gọt trái xoài ra. Trái xoài vẫn đang trong tình trạng đông cứng. Khoai nhìn thôi là Khoai cảm giác được nó rất lạnh á. Anh phải dùng một cái khăn để mà chườm vào tay, để mà tựa trái xoài vô, để khi gọt nó không bị lạnh tay. Wow. Nhìn thèm quá. Khoai rất thích những cái loại kem trái cây mà dùng trái cây tự nhiên như vậy. Yeah, thank you. Đây là miếng kem xoài. Bên ngoài là xoài tự nhiên, ở trong chính giữa là kem. Màu vàng rất là đẹp. Ôi trời. Kem xoài ngọt. Vị xoài tự nhiên nhưng mà Khoai nghe có một xíu mùi nghệ không người. Nhưng mà cái phần thịt xoài bên ngoài quá tự nhiên, nó đã là điểm cộng để giúp cho kem này nó lấn át đi cái mùi nghệ. Nhưng mà xoài bên ngoài ngọt, kem cũng ngọt, thành ra là Khoai cảm giác này nó hơi ngọt so với Khoai. Ở bên Ấn Độ, ôi bị tê não. Khoai ở Ấn Độ nha, mọi người ăn khẩu vị đậm đà hơn Việt Nam mình đó. Ví dụ mặn cũng mặn hơn mà ngọt cũng ngọt hơn. Giờ Khoai sẽ ăn thử cái kem trái lựu. Kem trái lựu được chứa ở trong này. Mỗi cái trái này sẽ đều được bao bọc bằng một cái lớp nước đá rất là cứng. Thứ nhất là để giúp cho kem ở trong được bảo quản. Thứ hai nữa là lớp nước đá đó sẽ làm cho kem nó không có bị dính mùi từ tủ lạnh và nó lẫn với những loại kem khác. Đã được đông cứng lâu lắm rồi cho nên trái lựu nó rất là cứng, nó như là cục đá nha mọi người. Nghe thấy mùi chưa? Màu hồng. Thôi ra nó rớt, còn dính một hai hột lựu. Ngọt thiểu luôn mọi người. Xin báo cáo với toàn thể đại gia đình. Đây là kem sữa bò, sữa đặc kết hợp với lại siro, có thể là siro hoa hồng hoặc là siro dâu gì đó không biết, nhưng mà nó ngọt muốn xỉu luôn. Mọi người tới đây ăn thì chắc là Khoai nghĩ kem trái xoài nó sẽ ngon hơn, còn kem trái lựu thì nó đẹp thôi chứ cái vị của nó lại quá chừng ngọt luôn. Giống sữa đặc không thọ, giống như mà ăn sữa đặc mà trộn với siro mà ngưỡng ngọt lắm luôn á. Khoai nói thật, Khoai xin phép được ăn kem trái xoài. Vé cái tóc lại kìa. Quá. Đọc xỉu luôn em ơi. Vé cái tóc lại anh ơi. Kệ đi, nhưng mà giờ đấy thì ngọt á. Thôi cầm cho anh ăn đi, thử miếng thôi. Em ăn rồi. Sao? Ăn không có được. Sao vậy? Chưa lạnh má giờ ngọt. Nhả cũng không được. Thì em thì cũng... Thấy không quen lắm. Chấm điểm đi, trái xoài mấy điểm, nghe rồi trái lựu mấy điểm. Trái xoài 10 điểm không? Trái xoài 10 điểm, lựu 5 điểm. Ôi da sợ.
chuyến xe thật sự rất là bất ổn. Teo với teo hết chưa mấy đứa? Quá là sợ hả? Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.